Phương Thúy xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Mới. Và bản tin của chúng tôi ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý nào. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Kính chào quý vị khán giả. Do sự biến dị của thời tiết cực đoan, những trận mưa đột ngột và kéo dài là nguyên nhân gây nên tình trạng lũ lụt, lũ quét và sạt lở đất thường xuyên bất ngờ, để lại những hậu quả kinh hoàng cho người dân Trung Quốc đại lục. Và hôm qua là một trận mưa lớn kéo dài đánh vào dãy núi Lan Sơn thuộc thành phố Lan Châu phía nam của tỉnh Cam Túc, Trung Quốc, gây ra một trận lở đất đá kinh hoàng bên dưới chân núi và đã chôn vùi hàng ngàn người dân sinh sống trong khu vực. Nhiều làng mạc, nhà cửa và người dân bị vùi lấp. Vụ lở đất đã cướp đi hơn 25.000 căn nhà, khoảng 21.000 hecta hoa màu bị nước lũ sạt lở tàn phá. Người dân đã phải tự vật lộn với các thảm họa. Những chiếc ô tô bị chôn vùi trong đống bùn đất do trận mưa lớn gây ra. Theo thống kê ban đầu, số người thiệt mạng có thể lên tới 1.231 người và hơn 4.021 người bị thương và mất tích. Lũ quét và lở đất đã chôn vùi tài sản, nhà cửa và mọi thứ trong thành phố. Hình ảnh được người dân đăng tải lên mạng xã hội cho thấy họ cố gắng khai quật những ô tô dính đầy bùn sau trận lũ. Những đồ đạc vương vãi khắp mọi nơi. Nhiều người dân đang cố gắng trở lại khu vực thảm họa sau khi nước rút đi. Họ trở về nhà của họ để tìm kiếm người thân hoặc kiểm tra những đồ đạc còn sót lại, nếu may mắn có thể sử dụng được. Theo trang báo địa phương đưa tin, một con đường quốc lộ bị sạt lở, nhân viên cứu hộ chuẩn bị dây để cho người và hàng hóa đu vào để di chuyển sang phía bên này. Đồ đạc được chuyển sang trước, trong khi những người bị nạn còn mắc kẹt thì phải chờ tới lượt mình mới có dây để đu sang bên bờ bên kia. Những nạn nhân không có đủ sức khỏe để đu dây thì phải lần theo con đường mòn mới có thể thoát sang phía bên kia con đường an toàn hơn. Có những nơi thì lũ cuốn sạch tất cả mọi thứ, khi trở lại thì chỉ thấy đất đá hoặc những mảnh vỡ hoang tàn trong đống đổ nát. Trực thăng cứu hộ cứu nạn không chỉ vận chuyển nhu phẩm cho người dân, mà họ phải chở cả quan tài đến cho những nạn nhân không may mắn bị thiệt mạng trong vụ lở đất. Hiện tại, tình hình mưa bão tại Trung Quốc đang diễn ra vô cùng phức tạp và khó lường. Đặc biệt, nơi nguy hiểm nhất là những tỉnh thành có những con đập và hồ chứa của các con sông. Những cơn bão chưa kịp tan đi thì sáng nay Trung Quốc lại phải đón nhận một tin cực sốc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn và nước Trung Quốc đưa tin, một cơn bão mới đã hình thành ở ngoài Biển Đông. Nhiều khả năng nó sẽ mạnh dần lên thành một cơn siêu bão và tiếp tục đổ bộ vào miền Trung, miền Nam Trung Quốc, khiến người dân hết sức khổ cực khi hứng chịu cảnh mưa lũ chồng chất. Và nếu như mưa bão và các trận động đất xảy ra thường xuyên, thì các con đập lớn nhất thế giới như con đập Tam Hiệp sẽ phải đối mặt với nguy cơ vỡ đập khủng khiếp nhất. Hiện nay, mưa lớn kéo dài liên tục, con đập phải mở cửa xả liên tục để giảm áp lực, bởi mực nước tại hồ chứa đập Tam Hiệp đã vượt quá mức báo động đỏ. Hiện mực nước lên tới 16,8 tỷ mét khối, nên nguy cơ vỡ đập lên tới 100%. Trong mấy ngày vừa qua, cơ quan cảnh báo động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở của Trung Quốc đã liên tục phát đi thông báo khẩn cấp. Bởi tình hình hiện tại, Trung Quốc đang hết sức khẩn trương và cấp bách. Hàng trăm triệu người dân vô tội Trung Quốc đang bị đe dọa. Theo Cục Thống kê Nhanh của nhà nước Trung Quốc cho biết, trong vòng từ tháng 1 đến đầu tháng 2 năm 2023, đất nước có hơn 1,4 tỷ người đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa to, gió lớn. Thống kê cho thấy hơn 15.000 ngôi nhà bị cuốn trôi và hư hỏng nặng, hàng triệu chiếc xe ô tô bị cuốn trôi cùng hàng trăm triệu người phải di tản đến nơi tránh trú an toàn. Hiện tại, tình hình thiên tai bão lũ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt mà hàng ngày vẫn xảy ra dày đặc hơn. Càng vào những tháng mưa thì Trung Quốc càng đón nhận thêm nhiều tin cực kỳ xấu. Điều này chứng tỏ rằng mẹ thiên nhiên vẫn sẽ tiếp tục ra tay trừng trị Trung Quốc bằng những thời tiết cực đoan bất thường. Đến khi nào Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn bị sụp đổ thì mới thôi. Và chúng ta có mong ông trời sẽ trừng phạt các đảng Trung Cộng và người dân đại lục sẽ bình an vượt qua kiếp nạn vì tội ác của giới cầm quyền Bắc Kinh mà họ bị vạ lây. Vào năm 2022 vừa qua là năm quái dị nhất mà họ từng chứng kiến từ khi được sinh ra. Ngoài thiệt hại về người thì những siêu bão còn phá hủy hàng ngàn nhà cửa của người dân. Những đàn gia súc cùng những vật dụng có giá trị khác như ô tô, tủ lạnh, tivi cũng bị lũ cuốn trôi ra Biển Đông. Hàng triệu hecta hoa màu của người dân đại lục bị nước ngập chìm, khiến cho người dân khốn đốn, đói ăn nghiêm trọng. Và mới chỉ bước qua năm 2023 thôi mà bão táp phong ba đã dồn dập bao vây và đe dọa trực tiếp đến con đập Tam Hiệp lớn nhất Trung Quốc. Theo Cục Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của siêu bão, lượng mưa lũ tại lưu vực sông Trường Giang đã vượt mốc 5.998 vào năm 2020.
khu vực này được các chuyên gia nhận định là chịu lượng mưa cao nhất trong 72 năm trở lại đây. Ngoài ra thì diễn biến của mưa bão năm nay tại Trung Quốc rất dị thường, dồn dập tấn công toàn bộ 31 tỉnh thành của đại lục. Nhiều khu vực phải hứng chịu những cơn mưa to đến rất to, lặp đi lặp lại liên tục trong những ngày đầu tháng này. Cũng theo Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc cho biết, từ hôm nay giải mây mưa bắt đầu trải rộng từ miền Nam đến các khu vực phía Nam. Hạ nguồn sông Trường Giang gồm các tỉnh Quý Châu, Trùng Khánh, An Huy, Hồ Nam, Giang Tây, Chiết Giang có nơi mưa rất to lên đến 650 mm/giờ. Mưa lớn thường bắt đầu từ đầu tháng hoặc sớm hơn, khiến cho các vùng phía đông của khu vực Tây Nam đến Trung và hạ nguồn sông Trường Giang bị ảnh hưởng hết sức nặng nề. Lượng mưa trung bình được ghi nhận tại khu vực này từ 300 đến 400mm. Riêng tại Vũ Hán, Kinh Châu và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc xuất hiện lũ cục bộ, lượng mưa đo được lên tới 600mm, được ghi nhận là phá vỡ kỷ lục trong hơn 62 năm qua. Thưa quý vị, theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn của Mỹ, của Nhật Bản, chuyên gia theo dõi những hình ảnh qua vệ tinh về mưa lũ, bão tố phong ba ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, cho biết tình hình mưa lũ tại Trung Quốc vẫn tiếp tục xấu trong một vài ngày tới, vì thế mà nguy cơ vỡ đập vỡ đê lên tới 95%. Nếu như lượng mưa lớn không chấm dứt trong một vài ngày tới, thì an nguy đến con đập Tam Hiệp là không thể tránh khỏi. Được biết, từ đầu tháng đến thời điểm hiện tại, phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận mưa lớn và dày. Vì thế mà tất cả các con sông và 26 tỉnh thành trên 31 tỉnh thành phía Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận lũ quét, sạt lở và sóng thần. Ngoài ra còn có cả động đất, lũ quét cũng như vòi rồng xuất hiện. Theo một thống kê mới nhất của cơ quan thống kê do phía Trung Quốc cho biết, đã có ít nhất 293 người thiệt mạng và mất tích, 2.798 ngôi nhà đã bị cuốn ra ngoài Biển Đông. Rất nhiều ô tô, xe buýt, nồi cơm điện, tủ lạnh, tivi cũng bị cuốn theo dòng nước lũ. Thiệt hại ban đầu được ước tính khoảng lên tới 1.000 tỷ đô la và đây là một con số quá lớn. Chính quyền của ông Tập Cận Bình không thể ngờ được rằng sự nổi dậy của mẹ thiên nhiên, của đất và của trời lại tàn phá nặng nề đến như vậy. Hôm qua, Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV trong một bản tin về dự báo thời tiết cho biết mưa lũ và động đất sóng thần sẽ tiếp tục tái diễn tại 28 tỉnh thành của phía Trung Quốc, đề nghị cơ quan, ban ngành và người dân phải hết sức cẩn trọng. Các chuyên gia thủy lợi trên thế giới cho rằng Trung Quốc trong thời gian dài vừa qua đã cho chặt phá rừng một cách hết sức bừa bãi, cho san phẳng nhiều dãy núi mang tính chất và đi ngược lại với cả thiên nhiên, nên bây giờ mẹ thiên nhiên mới nổi dậy trừng phạt Trung Quốc. Trung Quốc gây ra một thì thiên nhiên bồi lại gấp 10 lần. Hiện chính quyền của ông Tập không biết phải làm sao trước sự nổi dậy của thiên nhiên, của đất trời. Họ chỉ biết ngồi khấn vái để mưa to, gió lớn, lũ lụt, động đất không còn xuất hiện, mang lại cuộc sống bình thường cho người dân của Trung Hoa đại lục. Tuy nhiên, xảy ra điều đó là rất khó bởi vì theo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc mới đây đã ra một thông báo khẩn cấp số 4 cho biết một tin được cho là xấu đối với người Trung Quốc. Khi bầu trời liên tục xám xịt mang một màu đen tối cùng với những trận mưa lớn vẫn tiếp tục xuất hiện dày đặc, không chỉ ở miền Nam Trung Quốc mà lây sang cả miền Bắc của nước này. Cảnh báo thời tiết cực đoan và những diễn biến xấu có thể xảy ra và tiếp tục có những trận động đất, sóng thần, lũ quét, sạt lở. Vì thế mà chính quyền của các địa phương cũng như người dân phải hết sức đề phòng. Đứng trước những diễn biến phức tạp và khó lường của thiên nhiên, hôm qua, cơ quan tìm kiếm cứu nạn cứu hộ của Trung Quốc cũng đã phát đi một thông báo cảnh báo gấp rằng những nơi mà dân cư gần con đập Tam Hiệp sống quanh triền đê sông Dương Tử cần phải sơ tán để tìm nơi trú ẩn, nếu không nguy hiểm sẽ là khó lường. Trong một diễn biến khác có liên quan, hôm qua một trận động đất đã xảy ra ở khu vực thượng nguồn đập Tam Hiệp. Cụ thể, trận động đất có độ mạnh 3,7 độ Richter đã xảy ra ở huyện Nhược Nhĩ Cái, Tứ Xuyên. Động đất ở độ sâu 8 km với cường độ không quá mạnh, nhưng cũng làm dấy lên những lo ngại về tình trạng sạt lở đất ở dọc sông Dương Tử, đe dọa an nguy con đập Tam Hiệp. Trong cùng ngày, Ủy ban Tài nguyên nước sông Dương Tử cũng phát cảnh báo số 2 của sông Dương Tử năm 2023. Thông tin mới nhất, lượng nước dồn về đập Tam Hiệp đã ở mức gần 50.000 mét khối trên giây, tương đương với đợt lũ kinh hoàng trên sông Dương Tử năm 1998, khiến ít nhất 6.000 người thiệt mạng. Vào tháng 7 năm 1998, trận lũ kinh hoàng đã quét qua 24 tỉnh thành ở Trung Quốc khiến hơn 6.000 người chết, phá hủy vô số nhà cửa. Trận lũ năm 1998 được ví như cơn đại hồng thủy và ảnh hưởng đến đời sống của 200 vạn người Trung Quốc. Và trận lũ lịch sử năm 1998 xảy ra khi đập Tam Hiệp vẫn đang trong quá trình xây dựng. Theo thiết kế, con đập lớn nhất hành tinh có thể chịu nổi sức ép lượng nước dồn về lên đến 70.000 mét khối trên giây.
Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc cho biết mực nước ở thượng nguồn sông Dương Tử sẽ tiếp tục dâng cao trong những ngày tới do mưa lớn không dứt. Các tỉnh thành như Quảng Đông, Quảng Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc, An Huy, Quý Châu, Giang Tây, Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh đang là nơi chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi lũ lụt. Một khu dân cư ở Trùng Khánh cảnh báo lũ lụt, đề nghị người dân từ tầng 4 trở xuống sẵn sàng ứng phó. Thông báo ở khu dân cư Vịnh San Hô, thành phố Trùng Khánh chia sẻ khắp mạng xã hội Trung Quốc khi thành phố Trùng Khánh phát đi cảnh báo mưa lũ màu đỏ, mức cao nhất trong 4 thang cảnh báo. Đây là lần đầu tiên thành phố phát đi cảnh báo từ năm 1940, toàn bộ 28 thành phố, quận, huyện đều bị ảnh hưởng. Lượng mưa lên đến 128mm. Nước lũ dâng cao ở đoạn sông Trường Giang chảy qua thành phố, gây ngập lan can bảo hộ ở bến cảng Hải Đường Khê, tràn lên bãi đỗ xe ở bến cảng. Chúng tôi cảnh báo sớm cho người dân đóng gói, sẵn sàng dẫn đồ đạc quý giá, quan trọng khi cần có thể sơ tán ngay nếu nước dâng cao. Ban quản lý khu dân cư cho biết vào sáng ngày hôm qua, Sở Thủy lợi thành phố phát cảnh báo về tình hình mưa lũ năm nay rất nghiêm trọng. Những hộ dân sống ở khu vực đường Tân Giang, khu vực giáp sông là nơi trũng nhất trong thành phố có nguy cơ bị ngập cao nhất, người này nói. Mưa lớn ở các nhánh sông thượng lưu sông Trường Giang khiến dòng chảy về hồ chứa Tam Hiệp dâng cao, buộc các nhà chức trách phải tăng lượng xả nước, khiến cho người dân ở hạ lưu đập nghi ngờ lũ lụt liên quan đến đợt xả lũ khẩn cấp và họ đang xả lũ để cứu đập. Từ khi đập Tam Hiệp hoạt động, mực nước sông Trường Giang ở Trùng Khánh luôn ở mức thấp nhất. Nhưng nếu thượng lưu sông Trường Giang gia tăng mưa lớn liên tục 2-3 ngày, mực nước ngay lập tức sẽ dâng cao. Lúc này đập Tam Hiệp sẽ không chịu nổi. Ông Trương, 60 tuổi, một người dân Trùng Khánh bày tỏ lo ngại thành phố có thể phải hứng chịu trận lũ lụt lịch sử từ năm 1940 đến nay. Trong khi mưa lũ hoành hành, đại dịch thất nghiệp tràn lan, sản xuất kinh doanh đình trệ, việc ứng phó với thiên nhiên thì bỏ ngỏ. Nhưng Trung Quốc thì lại càng hung hăng, cố tình gia tăng các vấn đề biên giới và biển đảo, ra sức tập trận, điều động binh lính đến các điểm nóng. Các nước quan ngại và chưa có bất kỳ một động thái nào đe dọa đến an ninh nước này. Nhưng Trung Quốc lại cao giọng tuyên bố sẵn sàng chiến đấu trên tất cả các mặt trận trên bộ, trên biển và trên không ở toàn bộ lãnh thổ Trung Quốc. Phải chăng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang hoang mang, hoảng sợ trong một tương lai bất ổn và chính quyền nội tình đất nước này? Và có phải Trung Quốc hung hăng nên bởi trời đất cũng phải nổi giận? Trong những ngày gần đây, lũ lụt liên tiếp xảy ra trên diện rộng ở Cửu Giang thuộc Giang Tây, Hợp Phì thuộc An Huy, Lục An và nhiều nơi khác. Tin tức trên mạng Internet cho thấy người dân đang ở trong một tình cảnh rất đáng thương. Tuy nhiên, truyền thông nhà nước Trung Quốc lại đưa tin rằng lũ lụt không phải là điều hoàn toàn xấu khiến cư dân mạng phản ứng dữ dội. Và thông tin trên cũng đã khép lại video của Tin Mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ Tin Mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!